Thứ sáu thì ngày 24 tháng 3 2023, âm lịch ngày mùng 3 tháng 2 tức ngày Tân Tỵ, tháng Ất Mão, ngày mà địa chi khắc thiên can, âm hỏa khắc âm kim, nạp âm là bạch lạc kim, cho nên rất là xấu đối với tuổi Ất Hợi 1995 và phá thân lại tuyệt tí. Theo sách cổ nhân trong Ngọc Hạp Thông Thư thì ngày hôm nay có nhiều cát tinh hỗ trợ giúp đỡ trong cái việc kinh doanh, giao dịch, ký kết hợp đồng hay là khai trương, như là sao Nguyệt Tài, Lục Khố, Thiên Thụy, Thiên Ân và Dịch Mã, Thiên Đức Hợp, thì các công việc kể trên rất là hành thông và tốt đẹp. Theo trực nhị kiến thì ngày hôm nay là trực mãn. Trực mãn tức là mọi việc được hành thông, công việc được trôi chảy, được ấm no, hạnh phúc, được đủ đầy, được sung mãn. Cũng là theo Hiệp Kỷ Biện Phương Thư thì ngày Chu Tước Hắc Đạo có sao Thiên Tụng là hung thần, cho nên cái việc kiện tụng hay là kiện cáo ngày hôm nay thì quý vị nên cân nhắc là không nên gửi đơn kiện cáo làm gì, sẽ không được thuận lợi. Trong đó có những cái công việc trọng đại như là cưới hỏi, chôn cất hay là xây dựng khởi công đồng thổ cũng không nên tiến hành, vì là ngày vãng vong cũng như là ngày mà có sao trùng phục, có ly sàng, có trùng tang thì rất là